Hello, thầy chào con. Và trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục trong chủ đề số 6. Và bài ngày hôm nay, chúng ta được học đó là bài gì? Bài ngày hôm nay, đó là phép tính cộng dạng 14 cộng 3. Chúng ta đã sẵn sàng thế nào? Yeah, yes. Chúng ta đang có 14 hình vuông màu xanh, đúng không nào? 14 hình vuông màu xanh. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có thêm 3 hình vuông nữa? Chúng ta đang có thêm 3 hình vuông màu tím. Vậy thì có tất cả sẽ là bao nhiêu đây? Tất cả của chúng ta là bao nhiêu? 14 thêm 3, vậy 14 cộng 3 bằng bao nhiêu? Chúng ta rất dễ dàng thấy được rằng 14 cộng 3 bằng 17 đấy em ạ. Nhưng mà 17, vì sao lại bằng 17? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp đoạn sau đây. Nào, bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em cái cách mà làm thế nào để biết được 14 cộng 3 bằng 17 nhá. Yeah, yes. Sẵn sàng nhá. Ok. Nào, chúng ta sẽ làm như thế này này. Hãy quan sát nhá. 14 này, người ta viết 14 đúng không nào? Viết 14, sau đó viết 3, viết 3. Nhưng mà phải chú ý này. 3 phải thẳng hàng. Phải thẳng hàng với chữ số 4. Nhớ chưa nào? Phải thẳng. Đấy, sau đó viết dấu cộng và tiếp tục là kẻ ngang. Thế bây giờ sẽ làm tiếp theo là gì? Bây giờ hãy làm như sau này. Lấy 4. 4 nhá, 4 cộng với 3. Thế 4 cộng 3 bằng mấy? À, 4 cộng 3 bằng 7. Đúng không nào? 4 cộng 3 bằng 7. Viết 7 vào đây. Đấy, thấy chưa nào? 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. Rất là dễ, đúng không nào? Thế một chục, chúng ta hạ một chục, viết 1. Yeah, yes. Hạ một chục, viết 1. Như vậy, 14 cộng 3 bằng 17. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng 14 cộng 3 bằng 17. Yeah, yes. Thật là dễ, đúng không nào? Và 17 ở vị trí này. Đấy, thấy chưa nào? Ok, đó là lý do vì sao mà 14 cộng 3 bằng 17. Em có thể xem lại đoạn video này để biết được cái cách làm thế nào để mà 14 cộng 3 bằng 17 nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nào. Wow. Bây giờ chúng ta hãy làm như thế này nào. Chúng ta hãy nghiêng người xuống này nào. Nghiêng xuống này nào. Đúng rồi. Oh. Nào. Oh. Oh. Wow. Oh, ok. Chúng ta sẽ thư giãn một chút, đúng không nào, để cho chúng ta được thoải mái hơn. Và em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập. Em hãy vận dụng tất cả những kiến thức mà em đã được học cộng với sự hiểu biết của em để chúng ta cùng nhau đến với mấy bài tập sau đây nhá. Bài tập số 1. Bài tập số 1 của chúng ta là gì đây? Tính. Wow, nào, có thấy không nào? Chúng ta đang có những phép tính. Đúng là đang để ở cột dọc. Và bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau đến với phép tính đầu tiên. 11 cộng 5 bằng bao nhiêu? Một lần nữa để em sẽ được vững hơn để biết được cách làm như thế nào, hãy theo dõi thật kỹ nhé. Yes. Đó. Ok. Nào, chúng ta hãy quan sát thật kỹ nào. Chúng ta đang có 11, đúng không nào? Chúng ta viết 11 trước ở trên, sau đó viết 5 ở dưới. Sao cho chữ số 5 phải thẳng với chữ số 1. Sau đó viết dấu cộng kẻ ngang và chúng ta được một phép tính rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy lấy 1 cộng với 5. 1 cộng với 5 bằng 6. Viết 6. Yeah, yes. Chúng ta hạ một chục, viết 1. Yeah, yes. Như vậy 11 cộng 5 bằng 16. Thật là dễ dàng, đúng không nào? Bây giờ chúng ta quay trở lại và em có một khoảng thời gian để em sẽ làm những câu còn lại. Mở. Ok. Nào, bây giờ em có một khoảng thời gian để em sẽ làm những câu này. Bắt đầu nào. Ok. Nào, bây giờ thầy sẽ cùng với các bạn sẽ cùng lần lượt từng câu, đúng không nào? Em hãy nói với bố mẹ download làm cái bài thực hành thầy đang để ở bên dưới nhá. Thầy đang để ở bên dưới. Ok, thế 13 cộng với 6 bằng bao nhiêu? Lấy 3 cộng với 6 bằng 9, đúng không nào? Và hạ 1 xuống, kết quả là
19. Yeah, yes. Và tương tự như vậy, 15 cộng 2 lấy 5 cộng với 2 bằng 7. Hạ 1 xuống, như vậy chúng ta được 17. Có nghĩa là 15 cộng 2 bằng 17. Yeah, yes. Thật dễ dàng, đúng không nào? Và tương tự như vậy, chúng ta có 12 cộng 7, kết quả ra được bằng 19. Nào, rất là dễ, đúng không nào? Và tương tự ở dưới chúng ta có 10 cộng với 9 bằng 19. 14 cộng 4 bằng 18. 12 cộng 4 bằng 16. Và câu cuối cùng ở trong bài này đó là 11 cộng 8, kết quả bằng 19. Yeah, yes. Hãy nhớ rằng hãy làm bài tập thực hành thầy để ở bên dưới. Yes. Ok, bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau đến với bài tập số 2 đang chờ đợi phía trước. Mở. Wow, xin chào bài số 2. À, bài số 2 là đặt tính rồi tính. Em thân mến, thế nào là đặt tính rồi tính? Chúng ta hãy đặt theo một cái cột dọc giống như lúc này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với như thế này. Nào, chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. 13 cộng 5 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ viết như sau. 13 viết ở trên, sau đó viết 5 ở dưới, sao cho chữ số 5 thẳng hàng với chữ số 3. Thấy nhỉ? Nhớ chữ số 5 phải thẳng hàng với chữ số 3. Nhớ thế nào? Và sau đó phải nhớ thẳng hàng nhá. Yes. Sau đó viết dấu cộng, viết kẻ ngang và chúng ta thực hiện phép tính. Lấy 3 cộng với 5 bằng 8, đúng không nào? 3 cộng 5 bằng 8. Chúng ta viết 8. Hạ một chục, chúng ta được 18. Như vậy, 13 cộng 5 bằng 18. Thật là dễ dàng, đúng không nào? Ok. Và bây giờ tương tự như vậy, em hãy làm câu tiếp theo. Ok, nào chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nào. Chúng ta sẽ có 16 cộng 2. 16 cộng 2 bằng bao nhiêu? Và kết quả chúng ta có được là đã bằng 18. Yeah, yes. Ok, thật là dễ dàng, đúng không nào? Nào bây giờ chúng ta hãy làm hai câu bên dưới nào. Bây giờ như này, 15 cộng 4 viết như thế này. 15 bên trên, 4 bên dưới, sao cho chữ số 4 thẳng hàng với chữ số 5. Sau đó chúng ta thực hiện phép cộng. 5 cộng 4 bằng 9. Hạ một chục, chúng ta được 19. Như vậy 15 cộng 4 bằng 19. Yeah, yes. Và tiếp tục chúng ta làm tương tự bên này. 11 cộng 7. Và kết quả chúng ta rất dễ dàng biết được là đó là 18. Thật là tuyệt vời, đúng không nào? Yes. Ok. Và em thân mến, thầy và các em sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3. Ở trong bài tập số 3 này, yêu cầu của chúng ta là gì? Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi. Phép tính của chúng ta là gì? Một nữ bạn hỏi rằng là nam chỉ có 3 chiếc bút thôi à? Bạn nam nói rằng tôi có 12 chiếc nữa ở trong cặp. Thế phép tính của chúng ta là gì? Và câu hỏi của chúng ta là nam có tất cả bao nhiêu chiếc bút mỏng? Yeah, yes. Hãy để ý rằng bạn nam có 12 chiếc bút để trong cặp và 3 chiếc bút ở ngoài. Như vậy bạn ấy có tất cả là bao nhiêu? Chúng ta sẽ làm phép tính gì nào? Đúng rồi, phép tính cộng, đúng nào? Như vậy chúng ta có 3 cộng với 12. Và rất dễ dàng chúng ta biết được kết quả bằng 15. Như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng nam có 15 bút chì màu. Yeah, yes. Thật dễ dàng, đúng không nào? Rất hay luôn, wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần thử sức nào. Yeah, yes. Wow, thử sức của ngày hôm nay của chúng ta là gì đây? Thử sức của ngày hôm nay đó là gì đây? Nào, bạn nhỏ, bạn ấy nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con bẻ được 3 chiếc bắp. Người mẹ nói rằng: mẹ đã bẻ được 17 chiếc bắp này này. Người mẹ bẻ được 17 chiếc bắp, còn con bẻ được 3 chiếc bắp. Thế, có tất cả là bao nhiêu? Hai em hãy tính xem cả hai mẹ con bẻ được tất cả bao nhiêu bắp ngủ. Người con bẻ được 3 chiếc bắp, mẹ bẻ được 17 chiếc bắp. Như vậy, phép tính của chúng ta là gì nào? Ok, và kết quả chúng ta đó là hai mẹ con đã bẻ được 20 bắp ngủ. Yeah, yes. Thật tuyệt vời, đúng không nào? Em thân mến, như vậy ở trong video này, thầy và các em đã cùng nhau
được học, được trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời với phép tính cộng dạng 14 cộng 3. Đúng chứ nào?